Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hack mật khẩu Wi-Fi mà không cần biết đến password nha, miễn phí nha các bạn. Đầu tiên là các bạn vào cửa hàng CH Play nè, các bạn gõ cho mình từ hack Wi-Fi, sẽ hiện ra rất là nhiều ứng dụng. Cái ứng dụng này là mình đã từng thử rồi các bạn. Cái ứng dụng này nó là giả, không có hack được. Mình sẽ test thử cho các bạn xem. Khi mà vào ứng dụng này nó sẽ check pass đồ mà bình thường như vậy đó, nhưng mà nó cho mình cái mật khẩu là mật khẩu sai. Làm thử cho các bạn xem. Nào, Wi-Fi password nè. Xong mình sẽ tìm mấy cái wifi xung quanh mình à, rất là nhiều luôn. Mình sẽ vào thử cái gần nhất nè. Để nó kiểm tra mã nó check pass là gửi cho mình là check thành công nè, có đánh giá ứng dụng là mấy sao đó. Nó không đi này, nó sẽ hiện cái password của công an xã là 5QLH LMQA. Mình sao chép thử đi. Xong các bạn vào wifi, mình sẽ dán nó vào cái phần mật khẩu này, hiện lên cho các bạn xem. Đây, bấm kết nối. À, nó sẽ hiện lên là mật mã sai nha các bạn. Ứng dụng này là ứng dụng giả thôi, nó câu lượt tải thôi. Sau đó mình quay trở lại cửa hàng CH Play. Các bạn tải cái phần mềm này nè, Wi-Fi chìa khóa quản năng nè, các bạn mở lên. Tùy một số trường hợp Wi-Fi kết nối được thôi, số cũng không được. Như là hai cái đầu tiên là được nè. Sau đó mình bấm kết nối. Đó, yêu cầu là mình phải có là 3G nha các bạn. Điện thoại phải có đăng ký 3G, 4G mới có thể kết nối vô được với cái wifi mà mình muốn hack nha các bạn. À, mấy bạn nào mà chưa hiểu hoặc là chưa gõ gì về video á thì có thể comment ở dưới, có gì mình biết mình sẽ hướng dẫn cho. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.